Trong những cái buổi nói chuyện với lại các bạn trẻ đi, về cái câu chuyện là làm thế nào để giao tiếp tốt và lựa chọn ngôn từ tốt, thì có một cái nguyên tắc mà em nghĩ rằng là tất cả mọi người cũng nên hiểu, đó là một cái mối quan hệ tốt nó sẽ bắt nguồn từ một cuộc giao tiếp tốt. Mà một cuộc giao tiếp tốt, từ trước tới nay chúng ta vẫn thường hay nghĩ là cuộc giao tiếp tốt nó phải đến từ hai phía. Lúc mà hỏi thì bạn nào cũng trả lời vậy trơn á. Lúc nào cũng là phải có từ hai phía chứ cô. Thật ra mọi thứ nó sẽ bắt nguồn từ một phía thôi. Bắt nguồn từ một phía, và cái phía đó là chính mình. Tại vì thật sự em thấy là nếu mình muốn người ta cười mình thì mình cười với người ta. Nếu mình muốn người ta bắt tay mình thì mình đưa tay ra người ta mới bắt. Còn nếu như mà mình khép kín thì ai đâu mà dám. Chờ không rồi, đúng rồi, nếu mà mình chờ mình trong tư thế chủ động thì tư thế bị động thì nó sẽ là một cái sự hên xui may rủi quá. Nó sẽ bắt đầu từ cái việc là bạn sử dụng ngôn từ như thế nào, bạn muốn thế giới đối xử với bạn thế nào, bạn hãy sử dụng ngôn từ với thế giới như thế ấy.